Xin chào tất cả các bạn ha. Thì hồi sáng giờ nghe các bạn rằng rằng cái vụ mà test dây gì nè, test dây theo kiểu này nè, thì mình cũng lú trend luôn nha. Đó, xả ra bấm chút. Đây là dây bả màu anh mình nha. Đó, các bạn tưởng tượng đi, khi con cá nó ăn đi, mình câu mình còn ben thì xả ben, thì còn cái đầu cần nó trợ lực nữa, chứ không phải là cờ dây thôi mọi người ha. Dây là dây hám gâm mình nè, 120.000 cuồng. À, mình sẽ test theo kiểu của bạn đó cho bạn xem nè. 1, 2, 3, 4. Nè, nó không có chạy nha mọi người ha. Đó, đứng chỗ nè. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31. 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 3, 7, 8, 8, 3, 9, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.